Chào các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta học bài số 2 vẽ tiếp hình và vẽ màu cho tranh của chủ đề số 1 sắc màu em yêu. Tiên cô xin mời các em quan sát những bức tranh và cho cô biết tranh nào vẽ đề tài vườn hoa. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng đó là bức tranh số 1 và bức tranh số 3. Vì trong những bức tranh này có những bông hoa to, nhỏ và nhiều màu sắc khác nhau. Giờ chúng ta hãy cùng quan sát thêm những bức tranh và cho cô biết đâu là hình ảnh chính và đâu là hình ảnh phụ. Em thấy màu sắc trong vườn hoa như thế nào? Chúng ta đều có thể nhìn thấy hình ảnh chính đó là những bông hoa to, nhỏ và nhiều màu sắc khác nhau. Hình ảnh phụ thường là những con vật, ông mặt trời, mây. Sau đây cô xin mời các em tham khảo thêm một số hình ảnh vườn hoa nhiều màu sắc nhé. Để được một bức tranh vườn hoa đẹp và nhiều màu sắc thì chúng ta hãy cùng quan sát bài vẽ của các bạn học sinh nhé. Mời các em xem một đoạn phim cách vẽ về vườn hoa nhé. Qua những gì cô đã hướng dẫn, cô tin rằng các em sẽ có thể thực hiện được bức tranh vẽ vườn hoa và tô màu theo ý thích. Trước khi các em vẽ tranh, cô có những lưu ý như sau. Đầu tiên, các em sẽ vẽ hình vừa với khổ giấy đã chuẩn bị. Thứ hai là mình sẽ vẽ hình ảnh chính trước, hình ảnh phụ sau. Và cuối cùng là mình sẽ lựa chọn màu cho phù hợp với bức tranh. Bài học đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng các em sẽ có những bức tranh đẹp và chuẩn bị sách vở cho bài học tiếp theo được tốt hơn. Cô chào các em.